Xin chào quý vị và các bạn, chào mừng quý vị đã đến với kênh tin tức mới và chúc cho quý vị sẽ có những trải nghiệm thật tuyệt vời. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh ngay phía bên dưới để cập nhật thông tin mỗi ngày các bạn nhé. Và bây giờ xin mời quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục tin tức showbiz nóng trong ngày. Mr. Đàm bất ngờ tuyên bố khởi kiện Vũ Hà sau chục năm chơi thân vì lý do này. Vũ Hà nói gì sau khi bạn thân khởi kiện và quyết không thương lượng dù đã kết thân nhiều năm? Dòng trạng thái dài của Đàm Vĩnh Hưng vừa đăng tải với thông báo khởi kiện khiến công chúng được fan thót tim. Đáng chú ý, nhân vật được nhắc đến không ai khác chính là nam ca sĩ Vũ Hà, bạn thân của Mr. Đàm hàng chục năm qua. Tuy nhiên, sự thật status này mới là điều khiến khán giả không nói nên lời với đôi bạn thân này. Không còn là ca sĩ, Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ tuyên bố với danh xưng luật sư: "Tôi, luật sư Đàm Vĩnh Hưng, chính thức khởi kiện ca sĩ Vũ Hà cố ý xâm phạm bản quyền về hình ảnh, hình tượng, thần thái mà thân chủ tôi xây dựng và sở hữu hàng chục năm qua. Theo như lời của thân chủ tôi, cô Xuân đã nhiều lần nhắc nhở, cảnh báo bằng tin nhắn cũng như trực tiếp giữa đám đông đối với ca sĩ ngoại Vũ Hà không được phép bới đầu cao ngất ngưởng như trong hình, nhưng giọng ca búp bê Si Ba Chao vẫn không hề lay chuyển và có thái độ biểu cảm thách thức." Tiếp đến, Mr. Đàm tiếp tục khiến người hâm mộ không thể nhịn cười với hàng loạt lý do buộc tội bản thân. Những nam giới có hành vi bới đầu quá cao, gây nhầm lẫn về giới tính khiến công chúng bức xúc khó chịu. Hành vi sử dụng keo quá nhiều để tạo chiều cao mới, sai với chiều cao thực, đã đăng ký trong chứng minh nhân dân, gây khó khăn cho công tác nhận dạng tại sân bay, trường học hoặc một số nơi công cộng, vi phạm thuần phong mỹ tục, làm gương cho giới trẻ mập mờ về giới tính, lối sống cũng như tạo ra nhiều sự bàn tán trong xã hội. Kết lời, Đàm Vĩnh Hưng không quên để lại hình phạt thỏa đáng cho Vũ Hà. Những hành vi này có thể bị phạt tài chính, bắt cóc hoặc tạm giam cho đến khi khóc thét, giãy giụa và tóc có dấu hiệu xẻ bớt thì được phóng thích. Chúng tôi sẽ tổ chức họp báo về chuyện này, sau đó chính thức khởi kiện không thương lượng. Dòng trạng thái rất có đầu tư của Đàm Vĩnh Hưng lập tức thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Hàng nghìn người thích thú trước trò đùa của Mr. Đàm cho bạn thân. Nhiều nghệ sĩ lầy lội để lại bình luận ủng hộ giọng ca Vợ Tương Lai. Nam ca sĩ Bằng Kiều bình luận: "Kiện chuẩn, không thể dung túng cho hành vi vi phạm bản quyền trắng trợn như vậy được." Bên cạnh đó, rất nhiều khán giả khuyên Mr. Đàm nên thêm nghề tay trái là viết kịch bản hài vì độ mặn của status này. Nhiều lời khen dành cho tình bạn đẹp giữa hai nghệ sĩ lâu năm của showbiz Việt. "Sáng sớm đọc xong mà cười hoài, công nhận hai anh dễ thương thật, cười nẫu ruột vì đôi bạn này quá trời. Khi bạn muốn làm luật sư nhưng do dòng đời thay đổi, bắt bạn phải làm ca sĩ và cái kết." Đàm Vĩnh Hưng hé lộ 19 khu chứa quần áo, gần 1.000 đôi giày tại biệt thự 3 triệu đô. Ông hoàng nhạc Việt kể khổ trên trang cá nhân vì sở thích nghiện mua sắm. Nhà riêng của anh hiện tràn ngập hàng nghìn quần áo, giày, phụ kiện hàng hiệu. Với thú vui xài hàng hiệu xa xỉ đắt tiền, Đàm Vĩnh Hưng không ít lần khiến khán giả choáng ngợp trước các bộ sưu tập của anh. Mới đây trên trang cá nhân, giọng ca biện tình gây chú ý khi tuyên bố: "Tôi xin hứa sẽ không mang cả thế giới về nhà nữa." Theo đó, vì sở thích nghiện mua sắm mọi lúc mọi nơi, nên số lượng quần áo, giày, phụ kiện, trang sức của Đàm Vĩnh Hưng tại biệt thự 3 triệu đô ở thành phố Hồ Chí Minh nhiều đến mức dọn không hết. Mr. Đàm bên bộ sưu tập giày, anh tiết lộ hiện có gần 1.000 đôi giày đang được nhân viên hỗ trợ xếp lên các kệ cho gọn gàng. Đàm Vĩnh Hưng kể khổ rằng: "Tôi chính thức dương cờ trắng đầu hàng chính căn bệnh mua sắm, đi đâu cũng mua, sơ hở là sắm, rảnh một chút là shop, để rồi giờ đây phải soạn ra cho bớt, tôi mệt rồi, 3 tiếng mà vẫn chưa xong một khu, trong khi còn 19 khu." Bên cạnh quần áo, giày, Đàm Vĩnh Hưng còn có sở thích là sưu tập đồng hồ mỗi khi có dịp đi lưu diễn nước ngoài. Khăn choàng và phụ kiện của nam ca sĩ nhiều vô số kể. "Tôi thấy mình đang trong vị trí của lọ lem, không được đi dự hội, ở nhà lựa đồ đạc xếp lại ngay ngắn. Ông trời ơi, sao con khổ dữ vậy nè." Sự hài hước của Đàm Vĩnh Hưng khiến fan bật cười. Bộ sưu tập túi xách của ông vua hàng hiệu, căn hộ triệu đô của Mr. Đàm từng được một kênh truyền hình nước ngoài đến ghi hình. Anh nói lúc đó cả đám nháo nhào dọn gần 500 cái khăn giấu vào trong hai vali mới có được khung cảnh đàng hoàng như vậy. Dù có 19 khu chứa quần áo, nhưng một số trang phục phải để tạm dưới đất chờ cung cấp thêm tủ đựng. Nhiều nghệ sĩ như Quang Linh, Thanh Thảo tỏ ra choáng ngợp trước kho hàng hiệu của nam ca sĩ 46 tuổi. Nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận viết: "Anh chắc là vô địch về hàng hiệu ở Việt Nam rồi." Vừa qua, Đàm Vĩnh Hưng tiết lộ với chúng tôi đã có người yêu ở nước ngoài hơn 1 năm, hiện anh hạnh phúc với mối tình hiện tại. Nam ca sĩ quyết giữ kín danh tính người yêu vì không muốn ồn ào, rút kinh nghiệm trong những lần trước. Người yêu của Mr. Đàm sẽ về Việt Nam đón năm mới 2018. Đàm Vĩnh Hưng lần đầu tiết lộ mối quan hệ đặc biệt với Hoài Linh và Dương Triệu Phủ. Quý vị thính giả thân mến, mới đây trong một chương trình truyền hình, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã chia sẻ với khán giả nhiều góc khuất cuộc đời mình, trong đó có mối quan hệ đặc biệt với gia đình danh hài Hoài Linh. Đàm Vĩnh Hưng cho biết rất sợ mình hết nổi tiếng. Khi mường tượng cảnh ra đường, chẳng ai xin chụp hình, Mr. Đàm đã khóc. Thế nhưng đằng sau sự đam mê hào quang là khát khao được sống trong vòng tay yêu thương của mọi người, luôn sẵn sàng xù lông. Nhưng nào ngờ, Đàm Vĩnh Hưng cũng lắm lần vì chữ tình mà nhún nhường chịu thua. Người đó chính là Hoài Linh. Nếu Vũ Hà là người đầu tiên dẫn Đàm Vĩnh Hưng đi hát, thì Hoài Linh chính là bàn tay đem đến hào quang cho nam ca sĩ. Mr. Đàm cho biết anh Linh có giận hờn, trách cứ bất kỳ điều gì thì Hưng cũng sẽ luôn cúi đầu dạ. Không chỉ là chịu ơn, Đàm Vĩnh Hưng tin tưởng tuyệt đối vào tầm nhìn và cách dạy dỗ của Hoài Linh. Nam ca sĩ tâm tình, ơn của anh Linh lớn đến mức ảnh có bảo nằm xuống đánh đòn thì Hưng sẵn sàng làm theo, không một thắc mắc, vị trí đó mãi mãi chỉ thuộc về Hoài Linh mà thôi. Biết tự làm tiết độ, từ ơn nghĩa của Hoài Linh, Đàm Vĩnh Hưng dành thêm tình yêu thương của mình, đổ tràn sang Dương Triệu Phủ và cả Hoài Lâm. Nhiều lúc, Hưng thương Phủ và Lâm như người em, đứa con của mình. Khi Trấn Thành hỏi có bao giờ anh cần một người để được yếu đuối không, Đàm Vĩnh Hưng sớt nước mắt vì lần đầu tiên trong 20 năm mình phải đối diện với nỗi lòng sâu thẳm. Trấn Thành tiếp tục, liệu ai có thể là một bức tường đủ vững chãi để một bức tường đã vững dựa vào? Mr. Đàm đã phải xin Trấn Thành đừng hỏi những câu ghê gớm để lấy lại bình tĩnh. Nam ca sĩ chia sẻ anh rất thèm một người để mình được dựa vào, được an ủi. Người trong mộng của Mr. Đàm phải dễ thương, nhìn có thiện cảm nhưng cũng phải dám sống để bảo vệ chính kiến của mình. Thế nhưng Đàm Vĩnh Hưng không tin ông trời sẽ cho mình sự nổi tiếng lẫn hạnh phúc cá nhân. Chính vì thế Mr. Đàm hài lòng với định mệnh, chịu lắm thị phi của mình. Tôi chấp nhận đánh đổi hạnh phúc cá nhân để giữ những gì đang có. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi video. Và nếu thấy video hay thì đừng quên like, share và nhấn vào nút đăng ký kênh ngay phía bên dưới để có thể đón xem được nhiều video hấp dẫn hơn mỗi ngày các bạn nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.